đây mọi người thấy năm em thấy bố với chó mẹ. Chó mẹ này nó khoái ăn bánh mì á mọi người. Bỏ bánh mì ra nè. Nó bố quá chừng rồi. Ở bên kia con chó vàng nè mình. Ngủ bích nha. Chó mẹ thì ăn rồi, chó con thì nó cùng nhau nó bú nha, rất là tội. Bởi vậy nó có bữa nó không có đủ sữa cho con bú á, phải cho nó ăn đệm thêm này kia, rất là cực. Quay cái hướng này sao mà mặt trời nó tối vậy mình. Để coi quay mấy con bên kia hả. Nghiêm cho quay. Nó canh nhau nó bú. Hôm qua bên đó sao nó bị chói nắng quá, cho nên mình quay lại phía bên này. Hai bốn năm em để nó ra ăn bánh mì luôn rồi, ra bánh mì luôn. Bánh mì thì đang nấu. Cái vàng này nó tham bú luôn, dành mấy con kia nhiều. Vô đây cái con chó vàng kia nó cũng đẻ được ba con ở trong kia mọi người, để hôm nào mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ê ê ê bậy ơi, bậy ơi, thôi bông nó đi. Rồi, hôm nay mình sẽ quay sơ cho mọi người tham khảo nha. Rồi mình sẽ kết thúc live. Rồi hẹn mọi người trong một video mới. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Để tán nào.